Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình làm clip này là cảnh báo các bạn không nên mua các thiết bị đọc tin nhắn. Bởi vì sao? Trước đây mình làm một clip rồi, nhưng mà có thể là rất nhiều người chưa xem được clip của mình, nên vẫn rất là nhiều khách hàng đã mua, đã và đang và sẽ bị lừa mua các cái thiết bị như là cái thiết bị con chip gắn vào sim điện thoại hoặc là gắn vào điện thoại này. Thứ hai là các con chip đọc trộm tin nhắn Facebook, Zalo, Viber, tin nhắn SMS. Thứ ba là một loại thiết bị lừa đảo nữa, đó chính là nghe lén số điện thoại và các cuộc gọi. Thứ tư đó là các loại phần mềm người ta quảng cáo là có thể cài đặt được vào trong điện thoại để nghe lén số điện thoại và đọc tin nhắn. Thì mình xin khẳng định luôn 100% các thiết bị này là đều lừa đảo. Và chắc chắn bên mình không bán hoặc là cung cấp các thiết bị này. Rất là nhiều khách hàng comment vào các cái bài viết của mình nói là bên mình bán thiết bị lừa đảo. Xin thưa với quý vị rằng các bạn tìm được một câu từ nào từ số điện thoại 094 226 2345 mà có, chỉ cần có thôi, có một chữ là bên mình có bán thiết bị đọc tin nhắn hoặc là nghe lén các cuộc gọi, mình xin cảm ơn và hậu tạ các bạn luôn 10 triệu đồng tiền mặt nếu mà các bạn tìm được ra cái thiết bị đấy. Đây chính là các thiết bị bán phổ biến và rất là nhiều người bị lừa. Mình nói luôn là rất là nhiều người bị lừa. Ngày nào cũng có khoảng 20 đến 30 khách hàng gọi điện cho mình nhờ hướng dẫn sử dụng cái cách để đọc tin nhắn với lại nghe lén các cuộc điện thoại. Mình nói luôn là không có luôn. Nhiều khách hàng khi mua hàng thì bị lừa, xong rồi nó gửi cho cái video hướng dẫn của bên mình, nó chả liên quan cái mẹ gì cả. Sau đó cứ thấy số điện thoại của mình là bảo mình lừa đảo. Mua hàng thì không phải mua hàng ở chỗ mình, đến lúc xem clip ở trên mạng thì lại vào bảo mình lừa đảo. Nhưng mà thực chất là các bạn toàn mua các cái sản phẩm 500.000, 700.000, triệu 1, triệu 2. Mua hàng thì không kiểm tra và thử hàng trước khi nhận. Mua hàng không gọi điện vào số điện thoại của mình, thì làm sao các bạn biết được bên mình có lừa đảo hay không? Thực chất là 100 bạn bảo bên mình lừa đảo thì không bạn nào mua hàng bên mình cả. Tại vì tất cả các bạn là đều mua các cái này. Đấy, tất cả các bạn đều mua cái này, này sim ghép này, phần mềm đọc tin nhắn này, cái cục A8 nó đặt tên là S Spy 865 này, hoặc là các cái phần mềm này, các bạn chỉ có vài trăm nghìn thôi. Đây chính là sản phẩm bên mình đang bán, cái con GF09 này. Nhìn này, con GF09 này, hoặc là con N16S này. Đấy, cái con máy N16S này nhá. Chức năng và tính năng công dụng của cái này thì như thế nào? Thứ nhất, ở bên trong cục này các bạn phải lắp cho mình một cái sim vào trong cục này và đặt cái thiết bị này vào cái xe hoặc là cái đồ dùng cá nhân của cái đối tượng nó mang theo á. Thì nó mang theo cái này ở đâu thì mình mới định vị được. Ví dụ cái này vứt trên ô tô này thì ô tô đi đến đâu là mình có thể định vị được, và ai ở trong ô tô nói gì thì mình sẽ nghe được. Ngoài ra nó không đọc được tin nhắn, cái người ngồi trong ô tô mà đi ra khỏi ô tô nói là cái này cũng không thu được nữa. Chỉ có ô tô điêu là mình định vị được qua điện thoại của mình, và ai trên ô tô nói gì là mình nghe được trực tiếp qua cái điện thoại của mình. Mình ở nhà mình cũng nghe được. Từ người nói đến cục này khoảng 10 đến 15 mét là cục này có thể thu được để người ở nhà nghe, thấy chưa? Chứ không phải là nó nghe lén số điện thoại và đọc tin nhắn. Rất mong là các khách hàng nào đã, đang và chuẩn bị tìm kiếm những cái thiết bị mà có thể theo dõi được số điện thoại này, đọc được tin nhắn Facebook, Zalo, SMS hoặc là Viber này, hoặc là các phần mềm theo dõi này, tốt nhất là bỏ cái ý định đấy đi. Trên đời này không có thiết bị nào có thể làm được như thế đâu, chỉ có bọn lừa đảo thôi. Mà đã đi lượm, mà đã cái bọn lừa đảo thì nó câu từ rất là hay. Mình khẳng định luôn, câu từ rất hay. Và mình nhấn mạnh là rất là nhiều khách hàng đã bị lừa rồi. Nên các bạn lưu ý, mua hàng thì lên tìm hiểu kỹ các mặt hàng. Và trên thế giới này, nếu mà có các thiết bị như này ấy, ở Việt Nam có thiết bị như này, công an Việt Nam thì người ta thất nghiệp hết rồi. Chứ làm gì có công việc làm mà phải đi bắt trộm bắt cướp nữa làm gì. Cứ ngồi nhà mà mua thiết bị này về, đặt vào cho nó dễ nha. Đấy, nên cần lưu ý với các bạn một số điều như thế. Đéo ở đâu nó có đâu. Mà các bạn mua xong bị lừa đảo rồi lại vào bài của tôi comment chửi bới các kiểu,
bên tôi bán hàng. Các bạn xem clip sản phẩm nào trước khi mua hàng, bên tôi đều gửi cho video hướng dẫn và giấy hướng dẫn sử dụng. Nhận hàng được bóc hàng ra kiểm tra và lắp thử luôn, test hàng đầy đủ những tính năng như vậy, như video giới thiệu, thì các bạn nhận hàng và thanh toán tiền, không cần đặt cọc, không cần bất cả một gì hết. Nhận hàng kiểm tra đúng những chức năng mình giới thiệu trên video đã gửi trước khi mua hàng thì nhận hàng, và tất cả sản phẩm đều được bóc hàng ra kiểm tra và thử hết. Tránh các trường hợp các đơn vị lợi dụng uy tín để lấy uy tín bên tôi bán hàng lừa đảo. Các bạn mua hàng thì cứ gọi điện trực tiếp cho tôi qua số điện thoại, hoặc là bất cả một cái gì đều gọi điện cho tôi tư vấn hàng nào dùng được, hàng nào không dùng được. Đấy, và tôi cũng không hiểu tại sao bây giờ mua hàng online, biết là cái thiết bị này nó lừa rồi, nhưng mà khách hàng mua hàng thì các bạn không biết thử hàng trước khi nhận à? Nó mà không cho thử hàng thì các bạn không nhận hàng, thế thôi. Còn thử hàng mà các bạn đã, nó đã cho thử hàng mà không dùng được mà các bạn vẫn nhận, đây là các bạn ngu, hiểu chưa? Chứ đừng có mà rất là nhiều người vào các fanpage của tôi chửi đây. Rất là nhiều người vào các fanpage chửi bới linh tinh, tôi chặn hết, ảnh hưởng đến uy tín của tôi. Ghi chip đọc tin nhắn là nó ra đầy. Nhiều người á, đây nó ra các cái phần chip đọc tin nhắn này nè. Nhiều người tôi giải thích cho thì đây, nhìn thấy chưa, đều là lừa đảo hết, nó làm chưa thật. Đây là sim ghép là lừa đảo là, nói chung là tất cả các cái câu từ liên quan đến đọc tin nhắn là lừa đảo hết. Đây là lừa đảo là đấy, mua các con chip đọc tin nhắn đi rồi bị lừa hết, rồi lại vào bài tôi chửi. Được chưa, tất cả các liên quan đến đọc tin nhắn là lừa đảo hết. Chỉ nó chỉ có cái thiết bị gắn vào xe, cái nhỏ nhất là cái gói 09 này là nhỏ nhất. Chưa, còn bán để bán chạy nhất thì cái N16S này bán chạy nhất, đầy đủ tính năng định vị trực tuyến này, nghe lén này, ghi âm này, tự động gọi lại khi có tiếng động này, và có 5 châm dính này. Đấy, mua hàng lên tìm hiểu thật kỹ hàng trước khi mua để tránh mất tiền ngu. Cũng đừng ai chê hàng của tôi đắt, tại vì hàng của tôi đi đôi với chất lượng, mua về là dùng được, chứ không phải là mua về, thứ nhất mua về là tắt máy, mua về là không bảo hành, mua về không có trách nhiệm. Bên tôi không có các trường hợp đấy. Các bạn mua bên tôi về sản phẩm bảo hành 1 năm, trong vòng 1 năm gọi điện lúc nào cũng được, lỗi hỏng hóc gì tôi đổi mới cho các bạn trong vòng 1 năm, ngoài 1 năm tôi hỗ trợ cho các bạn sửa chữa miễn phí. Đấy, còn đừng cái thể loại nào mà không phải mua hàng của tôi, mua hàng các chỗ khác mà bị lừa rồi vào bài viết của tôi comment chửi bới là tôi chửi lại luôn đấy. Tôi không ngại bất kể một vấn đề gì cả, các bạn hiểu không? Nên mua đúng hàng cho tôi thì tôi hỗ trợ cho các bạn hết mình, hoặc là cần tư vấn cái gì alo trực tiếp vào số điện thoại 0942 62 345. Đấy, và nói lại luôn là không có thiết bị nào đọc được tin nhắn, đọc được Facebook, Zalo, theo dõi được số điện thoại và nghe nét các cuộc gọi cũng như các phần mềm. Lên hãy thông minh đi, thời buổi công nghệ 2020 rồi, đừng để người ta lợi dụng cái lòng tin của mình mà để mình bị lừa nữa. Nói chung là cứ nhận hàng, trước khi mua hàng bảo nó gửi cho video hướng dẫn cách sử dụng như nào, nhận hàng kiểm tra đúng như thế thì nhận hàng. Đấy, được chưa? Thôi, cái video này mình là chỉ làm đến đấy thôi. Còn những ai ngu thì cứ ngu đi, còn muốn khôn ra thì kết bạn Zalo số điện thoại 0942 62 345 để theo dõi những cái tin tức mình cập nhật trên Zalo. Đây, đáng chú ý nhất là cái này nhá. Đấy, ai không muốn bị lừa hoặc là ai đang tìm hiểu thiết bị này thì bỏ hết mọi suy nghĩ mua các thiết bị này đi, không có đâu mà mua nhá. Rồi, xin chào.